Tử vi tuổi Bính Tý 1996, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người sinh năm Bính Tý thường có tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuổi Bính Tý không hề nao núng hay chùn bước. Họ luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đồng thời cũng rất nhạy cảm, trực giác tốt, trí tưởng tượng phong phú. Bên ngoài, họ có vẻ dè dặt, kín đáo, nhưng thực ra lại rất dễ gần, dễ kết thân và có nhiều bằng hữu. Họ cũng rất coi trọng các mối quan hệ với người thân, bạn bè. Đôi khi, họ còn tỏ ra soi mói, phàn nàn, khó tính. Thường họ yêu tiền và cũng giỏi kiếm tiền. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bính Tý trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bính Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy. Trong cuộc sống, họ chịu nhiều phen lao đao vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng tới trung vận, mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp gia chủ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không bỏ bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, những người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chi lớn. Nhưng về phương diện bạn bè, tâm giao thì hầu như là không có ai. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược lại dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Do đó, họ không có nhiều bạn bè, khi gặp chuyện không có nhiều người để chia sẻ, giải bày. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi Bính Tý nhạy bén nắm bắt cơ hội, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bính Dương Hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Tý trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án. Hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm bận lòng những người ở xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Bính Tý trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận.
Bước qua tháng 6 âm lịch, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục, khiến cho bản mệnh trở tay không kịp, có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Gia chủ còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ cạnh tranh, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến cho quý bạn tuổi Bính Tý đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho gia chủ sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Gia chủ cần tự sốc dậy tinh thần cho chính mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Gia chủ tuổi Bính Tý nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Đặc biệt trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Tý hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp gia chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Bính Tý sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng, bày mưu, tính kế hãm hại. Tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 6 âm lịch này gia chủ tuổi Bính Tý khó mà có được tiền bạc sụp rỉnh. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Gia chủ có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra, thì lại bị nẫm tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt, nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen, vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 là người hướng ngoại, gia chủ thích thể hiện bản thân mình. Những người độc thân trong tháng sẽ tìm được người bạn mong muốn tại các buổi gặp gỡ hoặc mặt. Hãy mạnh dạn tìm hiểu sẽ đạt được kết quả như gia chủ mong muốn. Tử vi tuổi Bính Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Vậy nên, để có thể kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Tý hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt những người tuổi Bính Tý còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Bính Tý không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn định hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, gia chủ cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Những người tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo.
Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ, Bính Tý. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để tuổi Bính Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm xa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Bính Tý trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6, tức ngày 21 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, canh ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của gia chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Bính Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Ất Sửu, nạp âm, hải trung kim. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 6, tức ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Đinh Sửu, nạp âm, giản, hạ thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Bính Tý trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bản mệnh hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.